Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 409, Triệu Vân tử vong. Triệu Vân tu vi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi phượng hóa lại càng đáng sợ, thực lực tăng cao, đạt đến Nguyên Anh đại viên mãn. Dù là gặp phải hóa thần sơ kỳ tu sĩ cũng có thể đánh một trận. Lúc này Triệu Vân như một chiến thần bất tử, giữa muôn trùng thân ảnh ma tộc khát máu, hắn càng khát máu hơn. Trường thường huy động như mây trôi nước chảy, mỗi chiêu qua đi đều như tử thần gặt hái tính mạng. Liên hoàn tam kích! Triệu Vân hét lớn, trường thường liên tục đâm tới ba nhát liên tục. Nhát thứ nhất tung lên một tên ma tộc đầu sói thân gấu lên trời, khiến cho hắn gào thảm một tiếng. Lúc rơi xuống lại đè lên mấy tên khác mà ngáo một màng. Đám tử tù này thực lực không đều, Nguyên Anh kỳ có nhiều, Kim Đan kỳ lại càng là chém giết mỏi tay không hết. Đám tử tù nào cũng muốn đoạt lấy tính mạng của hắn. Thế nhưng thấy được thực lực của Triệu Vân thì đã sợ hãi. Chưa kể phía trên bầu trời lại có một con hỏa phượng hoàng đang liên tục phun ra hỏa diễm đánh tới. Đồng loạt đánh tới! Bất giác một tên Nguyên Anh ma tộc hồ lớn. Lập tức mấy chục tên ma tộc gần nhất đều hùng dũng cầm vũ khí chém tới. Triệu Vân lâm nguy không loạn, trường thương trong tay như rào lòng xuất thế. Hắn cúi gập người, trường thương xoay một vòng quanh người. Bán nguyệt thương! Một thương này cực mạnh, gạt toàn bộ mấy chục tên ma tộc đang đánh tới bay ra ngoài, làm trống một mảng lớn. Máu tươi bắn ra bốn phía, mùi máu tươi kích thích. Lúc này càng làm cho một đám tử tù ma tộc thêm điên cuồng không ngừng đánh tới. Một người một thú cứ như vậy chiến đấu kiên cường bất khuất. Ở một phương xa, Đoàn Dự đang nói chuyện cùng với mỹ nhân ngư Lina. Bất giác cánh tay của hắn đang nâng chén trà va phải bàn đá, chén trà rơi xuống vỡ tan tành. Đoàn Dự tâm tình có chút hoảng loạn cùng nôn nóng, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy. Đoàn ca ca, huynh sao vậy? Lina lo lắng mà hỏi, hai mắt tràn đầy sự quan tâm. Nàng chưa bao giờ thấy Đoàn Dự thất thố như vậy. Đoàn Dự cố nặn ra nụ cười, thế nhưng cảm thấy bất an lại càng ngày càng tăng lên. Tại một khu rừng yên tĩnh, một tên thanh niên mập mạp đang tĩnh tại sơn động dưới chân thác nước, bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu. Một bóng dáng nhỏ bé lập tức bay lên khỏi đầu của hắn, lo lắng mà bay qua bay lại, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Tiểu Nhã, tại sao ta lại cảm thấy bất an trong lòng như vậy? Đột nhiên kinh mạch loạn xạ, thật đáng sợ. Thanh niên mập mạp này chính là Vũ Văn Thành Đô. Hắn từ ngày bị nữ vương tinh linh bảo bảo cưỡng chế đưa về tinh linh tộc, đoạn thời gian này chỉ có tu luyện và tu luyện, hết sức nhàn nhã. Thật không ngờ hôm nay lại bị loạn kinh mạch đến nỗi phun ra một ngụm máu. Trên một đại điện đen kịt giữa rừng núi có hai thân ảnh bay ra. Xung quanh đại điện không ngờ chất một đám xương trắng đáng sợ. Đám xương này không rõ là của loài yêu thú nào tạo thành. Một đám thân ảnh khổng lồ đang di chuyển xung quanh. Khi thấy hai thân ảnh nhỏ kia bay qua, lập tức lên quỳ xuống mà không dám ngẩng đầu lên. Đám thân ảnh khổng lồ này cao đến ba mươi mấy mét, thân hình cấu tạo không khác gì nhân loại là mấy. Chỉ có điều toàn bộ chỉ có quần áo da thú đơn giản. Trên tay lăm lăm gậy chế tác từ thân cây khổng lồ, bọn hắn chính là cự nhân tộc. Hai thân ảnh vừa bay ra khỏi đại điện là một nam một nữ. Nam tử thân hình tuấn giật phi phàm, mặc một bộ y phục màu đen, trên tay cầm một cây quạt. Nữ tử một thân hình y phục màu đen, mái tóc tung bay, khuôn mặt thiên sứ,
dáng người ma quỷ, đích xác là một mỹ nữ tuyệt trần. Chu Du, chàng đi đâu vậy? Nữ tử lên tiếng lo lắng hỏi. Nữ tử này chính là thánh cô của ma tộc Phượng Cửu Mi. Nam tử kia không ai khác chính là Chu Du. Chu Du mọi ngày lúc nào cũng treo một nụ cười nhàn nhạt, dường như mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Thế nhưng hôm nay đột nhiên tâm tình của hắn trùng xuống, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn man mát, bất an vô cùng. Ta không rõ nữa, chỉ là thấy lòng mình vô cùng không yên. Chu Du có chút khó chịu trong lòng, liền phi thân muốn bay đi đâu đó để phát tiết. Đợi thiếp với. Phượng Kiều Mi nhanh chóng nói theo, tốc độ lại tăng lên rất nhanh. Tại Tinh Thú Môn, hôm nay Tinh Thú Môn hạch tâm xuất hiện một đám người trong đại điện Thủy Tinh Cầu. Có mặt lúc này chính là Vũ Tông Chủ cùng 21 vị trưởng lão Tinh Thú Môn. Bốn người còn lại chính là Kiều Phong, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Sùng và Tiểu Ngư Nhi. Bọn họ lúc này toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Thủy Tinh Cầu của Triệu Vân. Chỉ thấy lúc này Thủy Tinh Cầu của Triệu Vân đã rạn nứt rất nhiều, ánh sáng đã yếu ớt đi, không ngừng thu bé lại, cuối cùng là vỡ tan. Chương 410: Bi thống. Thủy Tinh Cầu của Triệu Vân vỡ tan trước ánh mắt của đám người. Không gian yên lặng như tờ, ai cũng có cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. Kiều Phong chết lặng một hồi, ngồi bệt xuống, nước mắt hai hàng cứ như vậy mà tuôn ra. Không chỉ có hắn, đám Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Dung, Tiểu Ngư Nhi cũng không khác gì hơn hắn là mấy. Trương Vô Kỵ ngồi thẫn thờ trên mặt đất, không ngừng tự trách bản thân. Nếu không phải lần này đi truy bắt Hỏa Kỳ Lân cho hắn, Triệu Vân cũng không bị ám toán để rồi mất mạng. Tiểu Ngư Nhi còn không ngừng lấy tay tự đấm vào ngực của mình, vang lên những tiếng bụp bụp, dường như tự bản thân đau đớn có thể làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Triệu Vân vì bọn hắn mà đi vào tử lộ, nếu không phải một đòn bất ngờ kia đánh bay bọn hắn ra bên ngoài, thì lúc này chỉ sợ cả bốn người bọn hắn cũng đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Tất cả, ta làm sao có thể ăn nói với lão đại, làm sao có thể ăn nói với các vị huynh đệ khác cùng Cản Thu tỷ tỷ đây. Lệnh Hồ Xuân quỳ trên mặt đất, khuôn mặt ngẩng lên trời, vừa khóc vừa nói. Khung cảnh bi thương đầy đau thương làm cho mọi người đều phải rơi lệ. Ai nói nam nhân thì không được rơi lệ cơ chứ? Nam nhân có thể vì huynh đệ của mình mà từ bỏ tính mạng, vì huynh đệ của mình mà từ bỏ tất cả, đây chính là nhiệt huyết, là thứ tình cảm thiêng liêng ẩn sâu nhất trong lòng mỗi nam tử. Để phải đi báo thù. Lệnh Hồ Sùng bất giác đứng dậy, sát khí toát ra bao trùm toàn bộ đại điện tính mệnh. Hắn lúc này hai mắt đã đỏ rực rồi, cả thân người như một thanh bảo kiếm chưa rút khỏi vỏ, thế nhưng sát ý đã tràn ra bên ngoài rồi. Không được, bát đệ, chúng ta không được lỗ mãng. Trương Bộ Kỵ rất nhanh cản trước mặt của Lệnh Hồ Sùng. Trong tình cảnh như thế này, hắn phải là người đứng lên nắm giữ lại tình cảnh, không để cho các huynh đệ đi vào chỗ nguy hiểm nữa. Ngũ ca, tất cả chết rồi, là bị ma tộc ám toán mà chết. Lệnh Hồ Sùng gào lên, khuôn mặt của hắn co quắp lại, gương mặt vô cùng đáng sợ. Bụp, một quyền đấm thẳng vào mặt của Lệnh Hồ Sùng làm cho hắn bất ngờ ngã rúi rụi. Người ra tay chính là Kiều Phong. Kiều Phong mặc dù bị thương thế nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Một quyền này không có sử dụng linh lực, chỉ là dùng cơ nhục thân thể mà đánh. Thế nhưng Lệnh Hồ Sùng trong lúc này không phòng bị, ăn một đấm này cũng xây sầm mặt mày. Kiều Phong lạnh lùng nhìn qua Lệnh Hồ Sùng mà quát: Đệ muốn đi đâu? Tìm ma tộc trả thù sao? Đệ có bản lĩnh ấy ư? Lệnh Hồ Sùng bị Kiều Phong đấm cho một quyền, ngã vật ra đất, khóe miệng rỉ máu. Hắn lảo đảo bò dậy, khó khăn mà nhìn về phía của Kiều Phong, vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Ta vừa mất đi một bát đệ, không muốn mất thêm một đại đệ nào nữa. Trương Vô Kỵ cũng lắc đầu, buồn bã mà quay lưng rời đi. Vũ Tông Chủ cùng 21 vị trưởng lão kia
nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không kìm nén được mà than thở. Vũ tổng chủ thì càng bi thống. Triệu Vân chính là do lão mang về, một đường thẳng tiến, tư chất cực cao, vốn đã trở thành nhân tuyển đứng đầu trong vị trí đệ tử chân truyền của lão, lại thu được chủ tước thần thú, đích xác là một vị tông chủ mạnh mẽ trong tương lai của tinh thú môn. Vậy mà Vũ tổng chủ lắc đầu, khuôn mặt buồn bã thở dài mà lẩm bẩm: thiện tài bạc mệnh. Có nói bị thương thì sẽ có nơi vui vẻ. Tại một nơi sâu thẳm trong hồn điện, Gia Cát gia tộc chính là một trong ba đại gia tộc lớn nhất của hồn điện. Gia Cát gia tộc đứng ở vị trí thứ hai. Nếu bất tử gia tộc có thiếu chủ bất tử thành thì Gia Cát gia tộc cũng có một vị thiên tài gọi là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng năm nay chỉ 18 tuổi, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù tu vi không cao, thế nhưng nếu hỏi bất kỳ ai tại hồn điện Gia Cát gia tộc thanh niên nào là số 1, người ta nhất định khẳng định chắc chắn chỉ có một người: Gia Cát Lượng. Tại Gia Cát gia tộc, một khuôn viên nhỏ trồng đầy hoa, ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm cho không gian trở nên ấm áp đầy sức sống. Một thanh niên mặc trên người một bạch sắc trường bào đang cúi người ngửi hương thơm của một bông hoa mới nở. Tay phải thanh niên này không ngừng phe phẩy một chiếc quạt lông. Chiếc quạt lông này toàn bộ được làm bằng một loại lông của yêu thú, có màu trắng vô cùng xinh đẹp. Thanh niên vừa phe phẩy quạt vừa nhắm mắt thưởng thức hương thơm của đóa hoa. Phía sau lưng của hắn có một thanh niên khác chừng 16 tuổi. Thanh niên này toàn thân mặc một bộ y phục màu tím, mái tóc đen thi thoảng lại lập lòe ánh lôi điện kỳ lạ. Nếu Hoàng Minh hay Triệu Vân nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra thanh niên này. Thanh niên này chính là hai người bọn hắn tìm kiếm lâu nay, hoàng tử của Vân Nam Quốc khi xưa, Càn Thiên Biên. Chương 411: Gia Cát Lượng đáng sợ. Càn Thiên Biên khi xưa được Triệu Vân tha cho một mạng, rốt cuộc chạy trốn khỏi Vân Nam Đế Quốc. Sau này hắn vì có tư chất tốt mà thành công trở thành đệ tử nội môn của Lôi Chấn Tông. Thế nhưng mấy tháng trước, dưới sự càn quét của đám người Kiều Phong, Lệnh Hồ Sung, Triệu Vân cùng với Tiểu Ngư Nhi, Lôi Chấn Tông bị diệt phái. Càn Thiên Biên khi đó lại may mắn thoát thân, bảo trụ được tính mạng lần thứ hai. Sau một hồi thời gian buôn ba, hắn tìm được cách xâm nhập vào Thượng Vị Diện. Sau đó một lần ngẫu nhiên gặp được Gia Cát Lượng, lập tức nguyện ý đi theo. Lần này Gia Cát Lượng bày ra kế sách này nhằm vào đám người Triệu Vân mà tính toán. Càn Thiên Biên chính là người nhờ vả Gia Cát Lượng. Trong khuôn viên này có đến 5 người. Ngoài Gia Cát Lượng đang chậm rãi thưởng thức hoa cùng với Càn Thiên Biên ở phía sau, thì còn có 3 bóng người mặc y phục màu đen đang quỳ ở dưới đất. 3 người này có thân thể quái dị, đầu chim nhưng lại thân người. Thất bại ư? Tại sao lại thất bại? Gia Cát Lượng vẫn nhắm mắt, thế nhưng tiếng nói nhẹ nhàng phát ra khiến cho người ta như tắm gió xuân. Ấy vậy mà ba tên áo đen đằng sau lại run lên bần bật, một kẻ sợ hãi mà run run kể lại sự tình. Khi bọn chúng hoàn thành khu trục trận pháp thì Triệu Vân bất giác trong gang tấc phát hiện điểm lạ, đánh bay 4 người Kiều Phong bay ra ngoài, cuối cùng chỉ thành công cưỡng ép truyền tống 1 người mà thôi. Thất bại vậy sao các người còn dám quay về? Tiếng nói của Gia Cát Lượng vẫn nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng rơi vào tai của ba tên kia lại như tiếng gọi của tử thần. Rất nhanh bọn chúng sợ hãi, còn chưa kịp van xin thì soạt một tiếng, 3 cái đầu chim bay lên, sau đó lăn lồng lốc dưới đất. Một kiếm bất ngờ xuất hiện, 3 sinh mạng cứ thế mà chết đi. Người vừa ra tay là một nam tử mặc một bộ y phục màu đen. Nam tử này xuất hiện kỳ bí, vô cùng quỷ dị. Vừa xuất hiện đã huy động trường kiếm, một kiếm hái đi 3 sinh mạng. Giết xong 3 tên kia, nam tử quỳ một chân dưới đất, vô cùng tôn kính. Tình hình tù đạo thế nào? Gia Cát Lượng lên tiếng hỏi. Nam tử kia nghe hắn hỏi, ánh mắt có một tia hơi lung lay, thế nhưng rất nhanh trả lời. Tù đạo một bóng người cũng không còn, toàn bộ chết hết. Tù đạo trở thành biển lửa, toàn bộ tù đạo
hóa thành dung nham, không thể tiến vào điều tra. Già Cát Lượng bất giác mở mắt, khuôn mặt có chút nhíu lại, thế nhưng rất nhanh lại giãn ra, khóe miệng lại mỉm cười mà nói: cho ngươi giám định, không được bỏ qua. Rõ. Nam tử áo đen hành lễ, ngay sau đó lập tức biến mất, vô tung vô ảnh trong không khí. Càn Thiên Biến lúc này mới lên tiếng: thiếu gia, thật không ngờ tu đạo lại không còn người nào. Gia Cát Lượng gật đầu, ánh mắt hướng về phía xa xa, nơi đó chính là vị trí của tù đảo. Một lát hắn liền nói: chỉ một tên mà đã hủy diệt tù đảo của ta, nếu năm tên cùng tới, chỉ sợ tù đảo đã bị công phá rồi. Thú vị, thú vị lắm. Nghe Gia Cát Lượng khen ngợi địch nhân, Càn Thiên Biên ánh mắt xuất hiện tia dị mang, cúi đầu hỏi: thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Gia Cát Lượng giơ ngón tay lên khẽ bấm bấm mấy lần, ngay sau đó mỉm cười mà nói: hiện tại chưa phải lúc, thiếu chủ kia cũng sắp cập bến rồi, chờ hắn trở về chính là lúc ma tộc quật khởi. Nói đến đây, Gia Cát Lượng lại tiếp tục cất bước đi thưởng thức hoa, tâm tình vô cùng thư thái. Càn Thiên Biên chỉ có thể cúi đầu đi theo, không dám hỏi thêm câu nào. Bọn hắn vừa đi, lập tức có mấy bóng người xuất hiện, lôi ba thi thể kia rời khỏi khuôn viên, lau chùi sạch sẽ vết máu. Nơi này lại trở lại như ban đầu, hương thơm hoa cỏ nhanh chóng lấn áp đi vị tanh nồng của máu huyết. Thời gian 3 tháng nhanh chóng trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm cũ. Toàn bộ đại lục chuẩn bị tinh thần chào đón một năm mới. Đêm này chính là một đêm bận rộn chuẩn bị. Phú Đặc gia tộc là một gia tộc hạng nhất lưu, công tác chuẩn bị đón năm mới đích xác là càng phải chu đáo. Chỉ thấy đêm rồi mà gia nhân vẫn đi lại lờm lợp. Phú Đặc gia tộc đêm nay có rất nhiều vị khách quý. Trước hòa viện của gia tộc chính là một đôi cà kỹ đang múa hát vô cùng mê người. Tại hòa viên này có rất nhiều người đang uống rượu tán tụng nhau. Ngồi ở chính giữa chính là gia chủ Phúc Đặc gia tộc, Phúc Đặc Lỗ. Phúc Đặc Lỗ hôm nay cực kỳ cao hứng. Ngày hôm nay lão ta đã cứu được một mỹ nữ trên núi. Cứ nghĩ đêm nay qua năm mới, thưởng thức mỹ nữ chính là điều mỹ mãn nhất của nhân sinh rồi. Phúc Đặc Lỗ tuy là gia chủ của một gia tộc hạng nhất, thế nhưng lại có một tâm địa gian xảo. Tuy năm nay lão đã hơn 60, thế nhưng vẫn là một kẻ háo sắc thành tình. Cứ nghĩ đến mỹ nhân đang chờ ở trên giường đợi lão đại khai công chiếm, làm khí huyết của lão lại sùng lên đến tận đầu. Chương 412: tiến đánh Phúc Đặc gia tộc. Nào nào, nhân dịp thời khắc giao thoa của thiên địa, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng. Phúc Đặc Lỗ đứng dậy, nâng ly rượu trên tay. Hưởng ứng lão chính là mười mấy người khác. Tham gia buổi tiệc này chính là các vị gia chủ của các gia tộc lớn nhỏ phụ thuộc vào Phúc Đặc gia tộc. Phúc Đặc gia tộc chính là một gia tộc hạng nhất, mà mỗi gia tộc hạng nhất đều có hơn 10 gia tộc nhỏ phụ thuộc vào. Thế nên buổi tối ngày hôm nay tại hoa viên của Phúc Đặc gia tộc mới có một buổi tiệc rượu. Phúc Đặc Lỗ nâng tay uống cạn ly rượu thơm phức, không nhịn được mà khà khà thành tiếng thoải mái. Những vị gia chủ khác cũng nâng ly rượu mà uống cạn. Trong không khí vui vẻ như thế, bỗng nhiên không gian chấn động, một loạt ám khí kỳ lạ từ trên trời bất giác phóng tới, tốc độ cực nhanh. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng hét thảm thiết vang lên, ngay sau đó là tiếng hò hét sợ hãi của đám cà ký cùng với đám gia nhân. Phúc Đặc Lỗ cũng lật tay đánh rơi mấy đạo ám khí màu đen này. Thế nhưng có đến hai vị gia chủ tu vi không cao liền bị một kích miêu sát. Phúc Đặc Lỗ tức giận gầm lên: kẻ nào? Âm thanh của lão vang lên trong không gian, chỉ cần nghe cũng biết thực lực của lão vô cùng mạnh mẽ. Tiếng quát mang theo linh lực vang vọng cả tòa thành, làm cho vô số dân chúng bình thường đều sợ hãi. Các vị gia chủ của một đám khách nhân khuôn mặt có chút lo lắng sợ hãi mà đứng sát lại gần nhau, cố gắng liên kết. Đối diện với tiếng quát vang dội của lão, trên bầu trời của Phúc Đặc gia tộc từ từ xuất hiện 6 thân ảnh lăng không mà đứng. 6 thân ảnh này có 5 thân ảnh to lớn khủng bố xếp thành một hàng ngang, đứng yên vị phía sau một thân ảnh gầy nhỏ hơn phía trước.
Đám người này đều mặc một bộ y phục kỳ quái, trên mặt đều mang một chiếc mặt nạ màu trắng, có vẻ hình như mặt của một loài yêu thú vô cùng quỷ dị. Dám hỏi các vị là ai? Tại sao lại tới Phúc Đặc gia tộc ta lạm sát người vô tội như vậy? Phúc Lạc Lỗ vô cùng tức giận, thế nhưng chưa hề rõ ràng đối phương là ai, thế nên vẫn cố gắng nín nhịn. Những người phía dưới đều yên tĩnh chờ đợi. Đối phương chỉ có 6 người, thế nhưng tu vị thì chưa hề rõ ràng. Nghe thấy câu hỏi thăm dò của Phúc Đặc Lỗ, 6 người phía trên vẫn yên lặng không một tiếng động. Tự nhiên toát ra một cỗ uy áp khiến những người khác phải khó chịu cùng khi sợ. Một lát sau, thân ảnh đơn bạc thon gầy ở phía trước chậm rãi nâng cánh tay lên, tháo bỏ chiếc mặt nạ. Một khuôn mặt thanh tú hiện ra, mày kiếm mắt sáng, gò má hơi cao, đôi môi mỏng mềm mại, cả người tràn đầy vẻ lãnh ngạo cùng lạnh lùng. Phúc Lạc Lỗ khi nhìn thấy liền có chút sững sờ, khó có thể tin vào mắt mình. Là ngươi? Phúc Lạc Lỗ kêu lên một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn. Lão lập tức quay sang nhìn về phía gia chủ Tín Mỹ gia tộc bằng ánh mắt sắc lạnh, gầm lên: Tín Mỹ Lương, ngươi lập tức giải thích cho ta. Tín Mỹ Lương sợ hãi không thôi. Lần trước cho người truy sát đám người U Chính Hải gia tộc không thành công, trước áp lực của Phúc Đặc Lỗ, lão đành phải nói dối rằng đã chảm thảo trừ căn để Phúc Đặc Lỗ an tâm. Thật ra mấy tháng này Tín Mỹ gia tộc vẫn giáo giết truy tìm tung tích của đám người U Chính Hải gia tộc, đặc biệt là thanh niên thành công thức tỉnh huyết mạch U Chính Hải gia tộc kia. Thế nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra kết quả gì. Vậy mà tên thanh niên kia bây giờ lại xuất hiện ở đây, dường như bộ dáng còn muốn dẫn người đến báo thù. Phúc gia chủ, chuyện này... Tí Mỹ Lương còn chưa lên tiếng giải thích thì Phúc Đặc Lỗ đã trừng hai con mắt lên đầy vẻ hung tợn, quá lớn: Còn giải thích cái gì? Lập tức giết chết tên tiểu tử kia. Bọn chúng chỉ có 6 người mà thôi, tu vi cùng lắm chỉ là một đám Nguyên Anh kỳ. Nghe Phúc Đặc Lỗ nói, rất nhiều vị gia chủ nhìn nhau, không ai bảo ai, lập tức phi thân bay lên. Đây chính là lúc lấy lòng Phúc Đặc gia tộc. Chuyện của U Chính Hải gia tộc bọn hắn đều biết, nếu giết chết tên tiểu tử kia nhất định sẽ được Phúc Đặc Lỗ coi trọng. Lên một đoàn gần 20 người bay lên, trong đó hơn phần nửa là các gia chủ của các gia tộc hạng 2, hạng 3, còn có các vị trưởng lão của Phúc Đặc gia tộc nữa. Trước tình hình sắp bị vây công, 6 người vẫn đứng yên mà không có chút phản ứng nào. Chỉ khi đám gia chủ của các gia tộc kia lấy ra vũ khí chuẩn bị lao tới, chỉ thấy thanh niên kia nâng bàn tay khẽ búng một cái, lập tức 6 người đột ngột xuất hiện một đoàn thân ảnh, toàn bộ đều là lăng không mà đứng, toàn bộ có thể đếm được chính xác là 50 người. 50 người này đều có thể lăng không phi hành, đây là đại biểu cho chuyện gì? Chỉ có thể khẳng định một điều, bọn hắn đều là Nguyên Anh cường giả. Chương 413: Tổ tông hóa thần tu sĩ. Tỷ Mỹ Lương cùng mấy mấy cường giả kia đều thập phần sợ hãi. Bọn hắn đều là các vị gia chủ của các gia tộc, tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ với một gia tộc hạng 2, hạng 3 đều là đứng ở đỉnh cao. Một gia tộc hạng 3 chỉ có 1-2 Nguyên Anh kỳ, một gia tộc hạng 2 chỉ có 4-5 Nguyên Anh kỳ. Phúc Đặc gia tộc là gia tộc hạng nhất, Nguyên Anh kỳ cường giả có đến mười mấy người. Ấy vậy mà trước mắt bọn hắn lúc này, đối phương lại có đến hơn 50 Nguyên Anh cường giả. Nhìn về trang phục thống nhất, chỉ sợ là cả một chi đội ngũ được huấn luyện bài bản, thập phần đáng sợ. Cái này cũng quá là dọa người rồi. Ta... bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mấy người gia chủ các gia tộc kia liền không biết phải làm sao bây giờ. Tình cảnh của bọn hắn lúc này vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Nếu như bọn hắn lao đến đánh đối phương, với số lượng đối phương cao thủ như vậy, chỉ có thể bỏ mạng mà thôi. Còn nếu quay đầu bỏ chạy, một khi Phúc Đặc gia tộc qua được lần này, cả gia tộc của bọn hắn nhất định không sống sót. Nhất là bọn hắn đều biết Phúc Đặc gia tộc còn có 2 vị cường giả hóa thần nữa. Lúc này Phúc Đặc gia tộc cũng đã kinh hoàng rồi. Lão thật không thể tin được tên tiểu tử kia
làm sao có thể có được một đội ngũ cao thủ như vậy đi theo. Nguyên Anh cường giả tại Vĩnh Tiên Đại Lục không ít, thế nhưng những thế lực có 50 Nguyên Anh cường giả lại không có nhiều. Tên tiểu tử kia rốt cuộc đã tìm được sự giúp đỡ của thế lực nào cơ chứ? Trước tình hình không ổn này, Phú Đặc Lỗ rất nhanh chóng đưa ra quyết định an toàn nhất, gọi lão tổ tông ra. Vừa nghĩ tới đó, lão liền bóp mạnh một mảnh ngọc đeo ở bên hông của lão. Lập tức phía nam của Phúc Đặc gia tộc, hai luồng khí tức không ngờ từ dưới mặt đất bộc phát mạnh mẽ. Hai thân ảnh mang y phục màu trắng rất nhanh bay lên. Chỉ thấy hai thân ảnh này là hai lão già tóc đá bạc phơ. Hai lão già này chính là đại tổ và nhị tổ của Phúc Đặc gia tộc. Cả hai đều đã hơn 200 tuổi, đạt đến hóa thần cảnh giới. Hóa thần là cảnh giới quan trọng của tu sĩ. Có người cả đời không thể thành công đột phá đến hóa thần. Đệ tử Nguyên Anh kỳ đột phá đến hóa thần kỳ phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Nếu thành công độ kiếp trở thành hóa thần cảnh giới, lúc đó mới đích xác chính thức trở thành tu sĩ tu đạo cường giả chân chính. Đại tổ cùng với nhị tổ của Phúc Đặc gia tộc đều qua hơn 100 tuổi mới thành công đột phá hóa thần cảnh giới. Có thể thấy hóa thần cảnh giới khó khăn cỡ nào. Không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn lạc trong thiên kiếp. Khi thấy một đoàn thân ảnh phía xa xa, hai bóng người lập tức phi hành mà tới, tốc độ cực nhanh. Đại tổ, nhị tổ. Phúc Đặc Lỗ quỳ xuống hành lễ mà nói. Đại tổ nhìn đối diện có hai đám người đang đối đầu, nhíu hai hàng lông mày hỏi: Tiểu tử, có chuyện gì hệ trọng không giải quyết được hay sao? Nhị tổ không hỏi, chỉ nhìn về phía Phúc Đặc Lỗ mà chờ đợi câu trả lời. Phúc Đặc Lỗ rất nhanh quay về hướng của đám người kia mà nói: Đại tổ, nhị tổ, bọn hắn chính là muốn đến diệt Phúc Đặc gia tộc chúng ta. Ồ. Nhị tổ lúc này mới ồ lên một tiếng, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía đối diện, hờ lạnh mà nói: Một đám Nguyên Anh kỳ mà thôi, không nhảy nhót được gì cả. Câu nói của nhị tổ vang lên chắc nịch. Không phải nhị tổ của Phúc Đặc gia tộc cao ngạo, mà đích xác bọn hắn có quyền khinh thị hết thảy đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đối với hóa thần tu sĩ mà nói, giết chết Nguyên Anh kỳ chỉ là chuyện đơn giản. Nguyên Anh kỳ tu sĩ bình thường đối với một hóa thần cảnh tu sĩ chỉ có thể bị giết chết, không có lực chống trả lại một chút nào. Đúng đúng, nhị tổ nói không sai. Một đám nhãi nhép cũng dám dựng oai trước mặt của Phúc Đặc gia tộc, chính là bọn hắn muốn chết rồi. Phúc Đặc Lỗ nhanh chóng hùa theo mà nói. Đại tổ cùng nhị tổ hờ hứng bay về phía đối diện đám người Tắc Hy. Đám gia chủ các gia tộc phụ thuộc kia cung kính cúi đầu, lùi lại phía sau hai vị cường giả hóa thần này. Phúc Đặc Lỗ cũng bay lên, đứng ở phía sau hai vị tổ tông của mình mà nói: Hai vị lão tổ tông, tiểu tử đứng đầu kia chính là thiên tài của U Chính Hải gia tộc, đã thức tỉnh huyết mạch. Để tiêu diệt mầm mống tai họa, ta đã cho người đuổi giết cả gia tộc này, thế nhưng không ngờ lại để cho tên tiểu tử này trốn thoát. Lần này tiểu tử đó còn không sợ trời cao đất dày mà quay lại đây, có ý định muốn báo thù đấy. U Chính Hải gia tộc ư? Thiên tài đã thức tỉnh huyết mạch sao? Đại tổ cùng nhị tổ hai mắt đều sáng lên đầy vẻ tham lam, khóe miệng lại cười đầy vẻ điên cuồng. U Chính Hải gia tộc có huyết mạch cực kỳ vi diệu, nhất là nếu có người thức tỉnh được huyết mạch, hai con mắt của kẻ đó tuyệt đối là một trong những kỳ chân dị bảo sống mà vô số thế lực tranh đoạt. Tiểu tử, hôm nay ngươi nên bỏ mạng ở đây thôi. Đại tổ lên tiếng nói như chuyện đã định sẵn, không thể thay đổi. Tắc Hy từ lúc đến đây chưa từng nói một lời nào, ánh mắt lạnh lùng quan sát hết thảy diễn biến xảy ra. Trước lời tuyên bố của đại tổ, hắn chỉ nhếch miệng cười tà, hai mắt nhắm lại trong giây lát. Sau khi mở mắt ra đã biến đổi hoàn toàn, một đôi mắt có ký hiệu màu đỏ rực. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.